Tôn Ngộ Không do bảo vệ Đường Tăng khỏi yêu tinh nhưng bị sư phụ nghi ngờ trách nhầm giết người vô tội bừa bãi. Qua đó, Tôn Ngộ Không bị đuổi về Hoa Quả Sơn. Tại một thành phố, có một thư viện cổ xưa cứ 12 giờ mỗi đêm, những đồ chơi ở bên trong sẽ thức tỉnh. Trong thư viện này có rất nhiều đồ chơi khác nhau, đặc biệt nhất trong số đó là Tôn Ngộ Nghiên, một đồ chơi bằng nhựa được mô phỏng theo hình tượng Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Nguyên lúc nào cũng nghĩ mình là Mỹ Hổ Vương, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng đó là trong kịch, còn cậu chỉ là một món đồ chơi. Có một tên trâu béo mập, mọi người đều gọi là Ngưu Đại Vương, tên này đã bẻ gãy cây gậy như ý. Tôn Ngộ Nguyên được một quyển sách tên Bách Khoa Toàn Thư mời đi du lịch một chuyến xuyên không gian và thời gian. Vì muốn chứng minh cậu không phải là một món đồ chơi, cậu quyết định du lịch tới Tây Du Ký để tìm gậy như ý, qua đó trở thành Mỹ Hổ Vương chính cống. Tên Ngưu Đại Vương này có một kế hoạch rất nham hiểm. Hắn đang truy bắt Bách Khoa Toàn Thư và tạo điều kiện cho Tôn Ngũ Nguyên đi tới thế giới Tây Du Ký để lấy gậy như ý. Kế hoạch của hắn là lấy cây gậy cho Ngưu Mao Vương để hắn làm bá chủ thế giới. Tôn Ngũ Nguyên lúc này cũng đã đến một cỗ máy thời gian, cậu cẩn thận thắt dây an toàn, cậu nghĩ rằng mình sẽ bay cùng với cỗ máy. Ai ngờ một quả pháo đưa cậu bay thẳng lên không trung cùng với một chiếc ghế tiến thẳng vào một thế giới huyền ảo tuyệt đẹp. Đây chính là thế giới Tây Du Ký. Cậu được một đám mây biết bay, có lẽ đây là cân đầu vân, đưa cậu đi một vòng. Cậu vượt qua được một đám cây ăn thịt, vượt qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng thì cậu đến một thác nước lớn. Tôn Ngộ Không lúc này đã bị Đường Tăng đuổi về Hoa Quả Sơn. Hắn đang đau đầu việc hiểu được đạo làm thầy để một lần nữa quay lại giúp Đường Tăng đi thỉnh kinh. Tôn Ngộ Nguyên vừa bò lên khỏi thác nước, liền thấy một con khỉ vừa to vừa béo lại vụng về. Hắn nhận mình chính là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lần này chắc ăn ngủ quá nhiều, khiến thân hình mỡ chiếm phần lớn. Nếu hắn là một con lợn, chắc chắn người ta sẽ nghĩ ngay tới trừ bát giới. Với cái thân hình này, đương nhiên Tôn Ngũ Nguyên không thể tin được. Tên khỉ này quá béo so với tưởng tượng của cậu. Đến lúc hắn rút ra cây gậy như ý từ trong tay thì cậu mới thực sự tin. Tôn Ngũ Nguyên ngỏ ý mượn cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không một ngày, nhưng hắn không cho. Hắn đồng ý cho mượn với điều kiện cậu phải làm đồ đệ của hắn. Trong Thủy Liêm Động, nơi ở của Tôn Ngộ Không là một nơi khá rộng lớn. Trong đó còn có cả liên hoa bảo tọa của Thế Âm Bồ Tát và lò luyện đan cùng những món đồ vô cùng quý hiếm. Sau khi trở thành đệ tử của Tôn Ngộ Không thì cậu bắt đầu tập luyện từ những cái cơ bản nhất. Cậu luyện tay không đấm đá, tập bay bằng cách xoay gập, tập chống đẩy nhưng tất cả đều không làm được. Sức khỏe cũng như tố chất của cậu ban đầu là quá kém, không phù hợp với người luyện võ công. Cậu tập luyện không tốt nhưng tới bữa ăn thì dọn rất nhanh, làm Tôn Ngộ Không cũng bất lực. Cậu trốn luyện công ra ngoài chơi, lại vô tình gặp được một con khỉ đầu chó. Hai người chơi cùng nhau tới đêm muộn mới về. Tôn Ngộ Không cũng là một người thầy có trách nhiệm. Hắn đợi tới khuya chỉ để ăn uống cùng với Tôn Ngũ Nguyên, còn trách móc con khỉ đầu chó khi đưa cậu về muộn. Những ngày Tôn Ngũ Nguyên tới đây, hắn cũng đã bắt đầu có tình cảm học trò với cậu, muốn bảo vệ cậu. Từ ngày hôm sau, cậu bắt đầu tập luyện chăm chỉ hơn, nhưng bằng đó vẫn chưa thể đủ làm hài lòng sư phụ. Tôn Ngộ Không còn ra điều kiện chỉ cần cướp được cây gậy như ý trong tay hắn thì cậu có thể mượn. Vậy nhưng với khả năng của cậu bây giờ thì điều đó là không thể. Vì để mượn được gậy như ý, cậu lao vào tập luyện. Cậu đã có thể chống đẩy được nhiều hơn, né được đòn tấn công của cây ăn thịt, cõng được Tôn Ngộ Không để chạy lên núi. Cậu có thể lấy được gậy như ý nhưng Tôn Ngộ Không vẫn chưa cho cậu mượn. Vì thế cậu quá chậm chạp nên một đại yêu quái khác đang có âm mưu để giúp cậu nhanh chóng lấy được gậy như ý. Hắn gặp cậu và ra chiêu khích tướng cho rằng Ngộ Không sẽ không bao giờ cho cậu mượn. Ngộ Không chỉ đang lợi dụng cậu. Về tới Thủy Liêm Động, cậu lại một lần nữa đề nghị mượn cây gậy, nhưng Ngộ Không vẫn không cho. Điều này làm cậu nghĩ tới lời nói của tên đại yêu quái kia. Cậu trộm lấy gậy như ý từ sư phụ của mình, nhưng chưa đi bao lâu thì đã bị tên đại yêu quái đó trộm lấy. Hắn chính là Ngưu Mao Vương, kẻ thù cũng như là đối tượng lớn nhất của Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn. Hắn trộm được gậy như ý nhưng không thể dùng được. Căn bản hắn không phải chủ nhân của gậy như ý. Lúc này Tôn Ngũ Nguyên bất lực, cậu vừa làm mất cây gậy như ý của sư phụ nhưng không làm gì được, cậu đã khóc. Nước mắt của cậu rơi vào tờ phiếu để cậu đi du lịch sang thế giới Tây Du Ký này. Đột nhiên, cậu quay về với thế giới hiện tại. Cậu quay về thư viện, mọi thứ hiện đã thay đổi khắp mọi nơi đều là ảnh châu, tượng châu. Cậu bắt đầu hiểu ra do cậu trộm gậy như ý của Tôn Ngộ Không nên lịch sử đã thay đổi. Có sự giúp sức của Kỳ nên Tôn Ngũ Nguyên tìm được Bách Khoa Toàn Thư, qua đó thành công quay trở về thế giới Tây Du Ký. Sau khi lấy được gậy như ý, Ngưu Mao Vương dẫn quân tới tấn công Hoa Quả Sơn. Ngưu Mao Vương luôn bại trận trong tay Tôn Ngộ Không, lần này hắn vô cùng tự tin lao vào Thủy Liêm Động tấn công, phá hủy đồ đạc trong hàng. Đây là hai nhân vật vô cùng lớn nên trận chiến của họ cũng vô cùng ác liệt.
Tôn Ngộ Không lần này có thể do khinh địch, lại bị mất gậy Như Ý nên bị Ngưu Ma Vương dùng một trường Ngũ Lôi Oanh Đỉnh thu phục. Tôn Ngộ Không bị thua trận, lúc này Tôn Ngũ Nguyên cùng Kỳ Kỳ cũng đã quay lại. Cậu muốn cứu sư phụ của mình nhưng với thực lực quá yếu của mình, cậu đã bị đánh bay ra xa. May mắn là có sự nhanh nhẹn của Kỳ Kỳ đã cứu được cậu một mạng. Tỉnh lại, cậu thực sự biết mình đã sai. Cân Đầu Vân cùng với con khỉ đầu chó biết được sự tình cũng như tình cảm của cậu cũng cảm động rơi nước mắt. Được sự động viên của Kỳ Kỳ, cậu quyết định một lần nữa sẽ đi cứu Tôn Ngộ Không, kể cả hắn có mạnh hơn mình rất nhiều, cậu cũng phải đi. Ngưu Đại Vương ở thư viện hóa ra chính là đệ tử của Ngưu Ma Vương. Hắn dụ Tôn Ngũ Nguyên tới thế giới Tây Du Ký cũng chính là để cậu trộm gậy Như Ý cho Ngưu Ma Vương. Thấy sự ăn năn hối lỗi của Tôn Ngũ Nguyên nên con khỉ đầu chó cùng Cân Đầu Vân và Kỳ Kỳ quyết định đi cùng cậu. Ngưu Đại Vương quay về từ thế giới hiện đại nên hắn vừa trông gậy Như Ý vừa dẫn đầu bọn đàn em chơi tài xử. Ngộ Không lúc này đã bị nhốt giam, hắn vô cùng đau đầu không biết được đạo làm thầy là như thế nào. Rõ ràng hắn đã đối xử rất tốt với đệ tử của mình nhưng cuối cùng vẫn bị cậu tài trộm mất gậy Như Ý. Nhóm người Tôn Ngũ Nguyên đã bị phát hiện, bọn binh lính dồn mọi người tới vực thẳm nhưng con khỉ đầu chó vừa may xuất hiện đúng lúc giải vây. Ngưu Ma Vương cũng vừa kịp tới, hắn quá mạnh, chỉ với một cước con khỉ đầu chó đã bị đá bay lên vách đá. Gậy Như Ý bây giờ không có ai canh giữ nên Tôn Ngũ Nguyên cùng với Cân Đầu Vân đã lén bay tới lấy được. Kỳ Kỳ vì không muốn gây ảnh hưởng tới cậu nên đã cùng với Ngưu Đại Vương cùng rơi xuống bãi dung nham. Cậu vô cùng đau buồn nhưng kẻ thù vẫn còn ở trước mặt nên phải nhanh chóng lên được phía trước. Cậu rất nhanh nhẹn so với một kẻ có thân hình to lớn cục mịch như Ngưu Ma Vương. Có thể làm khó một chút nhưng không thể đánh bại được hắn. Cậu không phải Tôn Ngộ Không nên không thể nào sử dụng được gậy Như Ý. Cậu bị hắn phun lửa đốt, giẫm đạp. Ngộ Không thấy đồ đệ mình bị ức hiếp như vậy, cuối cùng cũng bừng tỉnh phá vỡ lồng giam, lao tới chiến đấu. Hắn đã có sẵn hỏa nhãn kim tinh nên nhìn thấu tất cả mọi thứ, nhưng nhìn nhận mọi thứ từ trái tim mới là quan trọng nhất. Đúng là Tôn Ngũ Nguyên đã trộm mất gậy Như Ý làm hắn bị thua thảm hại, nhưng cậu vẫn còn là một tiểu mỹ hầu vương, chưa thể hiểu hết được lòng người. Không những vậy, vì chuộc lỗi lầm cũng vì cứu sư phụ mà cậu không sợ nguy hiểm tới núi Tích Lôi. Ngộ Không cho cậu gậy Như Ý bằng sự tin tưởng. Ngộ Không quay trở lại nên lẽ tất yếu Ngưu Ma Vương lại bị đánh bay đi. Kỳ Kỳ lúc này cũng đã được Cân Đầu Vân cứu nên đã giảm bớt phần nào áp lực cho Tôn Ngũ Nguyên. Ngưu Ma Vương vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục lao tới tấn công. Ngộ Không lấy thân mình đỡ một trưởng Ngũ Lôi Oanh Đỉnh để cứu đệ tử của mình nên đã bị thương. Tôn Ngũ Nguyên lúc này cùng hắn đánh bay xuống dung nham. Mọi người lúc này đều vô cùng đau khổ. Với Kỳ Kỳ hay Ngộ Không thì cậu đều là một người bạn tốt, một đệ tử tốt, luôn có ý chí thể hiện bản thân. Trong lúc tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Ngũ Nguyên bất ngờ gặp được một lão thần tiên. Được lão động viên, cậu lại thức tỉnh được sức mạnh của gậy Như Ý. Bộ lông cũng như y phục của cậu chuyển thành màu vàng lấp lánh. Cậu đánh 1, 2, 3, 4 gậy lên người Ngưu Ma Vương, làm hắn bị đánh bay lên không trung. Bị đánh hắn vô cùng tức giận, hắn dùng sức tạo lấy một trường Ngũ Lôi Oanh Đỉnh cực lớn đánh về phía Tôn Ngũ Nguyên, nhưng cậu vẫn không vấn đề gì. Bị chọc giận quá mức, hắn một lần nữa dùng tất cả sức lực của mình tạo thành một khối giáp khổng lồ bao phủ lấy thân thể, đồng thời tấn công thẳng về phía cậu. Nhưng Ngũ Nguyên lúc này đã không còn là một cậu bé yếu ớt. Cậu biến tâu gậy Như Ý và ném thẳng về phía Ngưu Ma Vương, làm hắn bị đánh văng vào vách núi. Không những vậy, với sự nhanh nhẹn cũng như sức mạnh của gậy Như Ý, cậu đánh cho Ngưu Ma Vương chẳng khác gì một quả bóng chày. Tôn Ngũ Nguyên lúc này đã được sự công nhận của sư phụ, hắn đồng ý cho cậu mượn gậy Như Ý một ngày để chứng minh bản thân. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng thật sự tự hào về những gì mà đệ tử mình làm được. Hắn đang ngộ ra đạo làm thầy, biết dùng con tim để nhìn nhận mọi thứ nên lại tiếp tục cùng Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh viết nên lịch sử.